Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến cuốn video số 2, chúng ta cùng nhau tham quan tiếp những cái tác phẩm còn lại của ông Trung Tính, đội 7 xã Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định. Cuốn trước chúng ta đã được thưởng thức cây xanh cổ, cũng như những cặp xanh dáng trực huyền. Và ngay phía sau hình ảnh của những cặp xanh trực huyền thì tôi thấy ông có một cái tác phẩm xanh bám đá cũng rất lớn. Tức là có một viên ạ. Và ông Tính nói là đục thạch. Một viên đá. Cây xanh đã bám khá lâu năm rồi. Nét già của cây đã thể hiện rõ ràng. Địa y trắng hết. Thế còn bông tán thì ông vừa vào tán. Nói chung là cũng chưa được dày lắm đâu. Cũng phải một thời gian nữa. Sau khi những cái lá già nó đưa hết xuống thì ông nên phải vặt hết. Đấy. Xong ra lộc mới thì lúc đấy mình nuôi. Thì nó nhanh dày tán. Vặt sạch phôi dăm ra. Chứ để lá này cái tốc độ bắn dăm của nó chậm lắm. Và có khi nó không phát triển được mấy. Phải lọc sạch ấy. Và rất là già. Còn đá xanh Linh Bình. À, đá Linh Bình. Và ví dụ như cây này mà giao lưu thì giá nào? Cái này giao lưu giá khoảng là 250, 250 triệu. 250 triệu. Và chúng ta di chuyển tiếp đến một cây xanh Nam Điền nữa. Cây này thì tán rất dày rồi. Cốt tán tầng. Vâng. Đây là cái tầng 1 này chỉ giữ lại còn một tay. Đấy. Để làm tay 1, sau đó đến tán 2 thì đã cắt hết. Lấy cái nhánh bên này ra nuôi làm thân. Và cái nhát cắt của cái nhát cắt chính để hạ cái tầng của cây xanh tầng xuống đây. Từ một cây tán tầng đã được hóa ra thành một cây dáng, thực ra mà cao thêm tí nữa thì gọi dáng lão. Nhưng mà cây này nó hết thấp, thấp lùn cây. Lão lùn. Lão lùn. Đấy, cũng có cái rễ này, ý tưởng là sau này là cái gậy ở đấy. Cũng có ý tưởng làm rồi chứ. Đây này. Đấy, nhưng mà nuôi cái rễ này thì lâu lắm. Thôi gọi là một cây xanh dáng trực thôi. Phải dáng trực. Vâng, được, bóng cây được. Bây giờ chiều hướng là người ta chơi lùn lực. Và cây này thì bao tiền bác ơi? Cái này thì khoảng 95 triệu. 95 triệu. Dáng lùn lực đây. Để tôi chụp cái kiểu ảnh. 95 triệu. Rồi, xong rồi. Đấy, di chuyển tiếp nha các bác. Ở đây tôi thấy ông Tính có hai cây tùng. Tùng này là tùng xà. Xà thì tuyết. Vâng. Hai cây tùng. Mỗi một cây tùng này giá bao nhiêu? Hình giá này khoảng 15 triệu. 15, vậy 30 triệu một đôi. Gốc to phết rồi đấy các bạn. Này. Đấy, sang bên này thì gốc to lắm. Đấy. Gốc đế bệ. Thích cái loại tùng tuyết gốc nào nó có xương. Vâng, nó là tuyết tùng tuyết mà. Tùng tuyết. Tùng tuyết. Cái nó động ở trên này này.
những cái hạt sương, hạt mưa này đẹp không? Trong Huế người ta chơi cái này. Lấy từ Huế về đấy. Vâng. Từ năm 91 mình đi Huế đã lấy cái này về rồi. Được rồi. Thế còn đây là hai cây tùng La Hán. Thôi, hai cây tùng La Hán mình còn đang làm. Ừ. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức một cái cặp xanh bám đá. Dáng nghênh phong chiếu thủy. Cũng đẹp đấy. Và nói một đôi này mà đặt trước không gian nhà rộng rãi mà lại có giữa là non bộ cảnh cũng hấp dẫn đấy. Bởi vì hai cây này sẽ trâu vào giữa. Dễ bệt mà trên hòn đá độc thạch cả. Cũng là một viên đá. Một viên đá. Và cũng hòa làng các kệ hết rồi đấy, móc hết rồi đấy. Già rồi. Và bên kia là một cây nhá. Hai cây giống hệt nhau. Đó là cặp chơi đối xứng, thì tôi quay một cây này kỹ thôi. Anh em chúng ta yêu thích thì có thể đến trực tiếp để quan sát. Và số điện thoại của ông Tính cũng chính là số Zalo luôn. Qua đó còn có thể tìm hiểu thêm để ông quay phim chụp ảnh gửi cho anh em. Chơi đôi này là tương đối được với đối xứng này. Tốt rồi. Đấy, hai cây chiều cao như nhau, vóc dáng cũng là nghênh phong chiếu thủy. À, đây là cây số 2 đối diện. Cặp đôi này mà giao dịch thì giá nào bác ơi? Đôi này nếu mà khoảng được 150 triệu. Vâng. Một đôi. Một cặp đấy, 150 triệu. Rồi. Vâng, và chúng ta đến với ông Trung Tính. Qua số điện thoại 0964 011 958, xóm 7 xã Hải Phú Hải Hậu Nam Định, gọi là đội 7 xã Hải Phú Hải Hậu Nam Định. Nước và số lượng xanh còn nhiều lắm, chủ lực là xanh mà. Đấy, tôi sẽ gửi đến hình ảnh của một số những cái phôi. Các bác nào yêu thích hàng chăn nuôi rồi vừa về vừa tạo tác rồi khám phá với những cái phôi của ông Trung Tính thì chúng ta gọi điện. Ví dụ như cái phôi này giá bao nhiêu? Như cái phôi này khoảng độ 90 triệu. Vâng, 90 triệu. 90 triệu. Phôi rất đặc. Mỗi cây 90 triệu. Thế còn cây này, cây phụ, cây này là cây hoàn thiện rồi, nhưng ông thu lại đấy, thu lại vào đúng là tay, vâng, chính là một cây hoàn thiện rồi. Hoàn thiện rồi đấy, cái trên này hoàn thiện, thu cho nó gọn lại. Nhìn chung là mấy cây như này thì độ tuổi đã có rồi. Cái này thì bao nhiêu tiền ạ? Cái này khoảng 55 triệu. Và 55 triệu. 55 triệu. Được đấy các bác ạ. 55 triệu. Được. Ui giời, cái bệ này to thế, hai vai. Sao đây đưa lên hai ngọn, hai nhánh thân. Bên này tiếp tục đưa ra nữa. Cái phôi này bao nhiêu bác? Cái phôi này bây giờ thì nó khoảng 110. Và 110 triệu. 110 triệu. Rồi, di chuyển tiếp. Dài quá. Thằng này cũng thu lại đây. Cái phôi này giá bao nhiêu? Cái này còn 50, 50 triệu. 50 triệu. Vâng, ở dưới đất cũng còn một số những cái bệ phôi nữa. Các bác mà muốn khám phá thì chúng ta
giao tiếp với trực tiếp đến thăm vườn, hoặc là ông Tính sẽ chia sẻ sau thêm. Cái số lượng cũng đến phải hơn chục bộ như thế này nữa, đang nằm dưới đất này. Và có một cái cây xanh đưa lên bệ đá, đúng là mai bò luôn này. Đấy. Bệ nó nằm tường rất là xa. Cái bệ này được bao tiền bác? Khoảng 65 triệu. Vâng, 65 triệu. 65 triệu phải không? Đấy. Chỗ này có bộ 3 cây à? Ừ, 3 cây. À đây đây, đây là hai cây như thế này hai bên. Đây là cây bên tay trái này. Rồi. Vâng, đôi này hay mà. Này chơi non bộ đẹp quá mà. Vâng, còn đây là cây dáng trực ở giữa này. Mét chín, hai mét. Đấy, cây ở giữa nhá. Đấy, còn một cây bên tay phải, nó là đối xứng với cây chúng ta vừa quay. Thế cái bộ ba này thì giá bao nhiêu bác? Bộ ba cái này khoảng độ 250. 250 triệu. 250 triệu. Và 8324. Rồi, đây là một số những cái phôi còn đang rất nhiều mầm thở, đang trong giai đoạn chờ đợi này, tạo dáng này. Ở vườn nhà mình thì có những một số cây như thế thôi. Bây giờ vâng. Để mời anh Đỗ Sinh vào nhà uống nước. Vâng, em mời bác đi vào thăm tư gia của bác, phòng khách, rồi uống cốc nước xong để di chuyển về Hà Nội. À, không, chào cháu. Ôi giời, bác lại có cái thú đam mê sưu tập đồ gốm sứ à? Vâng. À, rồi lại có những cái cây đồng hồ cổ đây. Chơi cho nó vui vẻ. Ôi rồi phòng khách nhà bác sang thế. Vâng. Này, cái tivi rất lớn nhá. Vâng. Và những cái đồng hồ, kể cả đồng hồ cây, đồng hồ treo tường, đều là những cái đồng hồ xưa, những cái đồ xưa. Cũ cũ rồi đấy, ít nhất chẳng vài chục năm đấy. Cũng vui chơi mà, ngoài thì cây cảnh ở trong thì một số vâng. Đồ thì cho nó vui. Bác có bao nhiêu cái đồng hồ tất cả, lớn nhỏ? Hơn chục cái. Vâng, em sẽ cái treo cao nhất ở bên này. À, hai cái đối nhau này. À, giống hệt nhau bác. Bên kia một cái. Bên này một cái. Cái này nó là hãng nào bác? Gì Đức ạ. À, của Đức. Nó tuổi đời khoảng bao năm ạ? Cái này sáng nó 6-70 năm rồi. 6-70 năm rồi. Vâng. 6-70 năm. Thế còn cái này? Của Pháp. Cái này của Pháp. Vâng. Chắc nó phải tầm 6-70 năm rồi. Vâng, tầm toàn bộ cổ hết mà. Vâng. Ừ. Đây, dưới này thế này. Ôi giời, hơn chục cái đồng hồ. Vâng. Được ấy. Tức là ngoài sân thì cây kiểng, thì bonsai nghệ thuật, trong nhà thì đồ gốm sứ và đồng hồ treo tường, đồng hồ cây. Đấy, chơi thế còn phong phú thế còn gì nữa. Đấy, bên này là những hai cái đồng hồ cây to thế. Ôi giời này. Mà đứng ngừng đánh thế là nhớ luôn đấy. À đây. Quên lên dây nữa là đánh đứng đây.
Và bên này nữa một cây ha. Hai đồng hồ cây này cao hơn 2 mét. Nếu mà Cao lên đến nó đỉnh 27 đấy. 2 mét 7 kia. 27 đấy. Và đây là một con đồng hồ bên này. Cái loại này giờ nó, nếu mà anh em mà muốn muốn bác chuyển nhượng cho để chơi thì giá khoảng bao nhiêu? Cái cây mà em đang soi này này. Cái sơn đang Em chỉ hỏi soi mỗi cây này thôi. cái này nó khoảng 70, trên dưới 70 tí. 70 triệu. Vâng, Vâng. 70 triệu. Cái này nó của nước nào ạ? Con này của Đức. Của Đức. Của Đức. Đấy, em hỏi cái to nhất thì. Thế còn trong số này của bác thì cái đồng hồ nào mà đắt tiền nhất? Có khi những cái treo thường còn đắt hơn những cái cây. Những cái treo thường thì bình thường nó chỉ độ mấy chục thôi, nhưng mà kia nó có mấy chiếc kia thì nó chỉ độ chưa đến tiền trăm đâu. Vâng. Ừ, Chưa đến tiền nó sao? chưa đến tiền trăm đâu. Vài chục triệu. Vài chục triệu, Đấy, trăm còn vài chục ngoài ra thì triệu. đây là những cái chóe này. Bên cái sập bên này bác có cũng một cái đồng hồ và hai cái cây nến. Cái này như của Pháp à? Italia, Italia. Italia. Đấy. Đấy, đằng sau thì có những cái đồ sứ sưu tập đẹp đấy. Cái tuổi mà xấp xỉ 6 tạ 70 đến nơi rồi mà bác cứ duy trì sống vui sống khỏe và tao nhã như thế này là giải trí là rất tuyệt vời rồi. Đấy, âm thanh được không? Đánh Đánh rất hay. như chuông nhà thờ. Và bây giờ là 8 giờ sáng. Đúng rồi. Nhạc này nhạc 8 giờ sáng. 8 giờ. Vâng. Đây lại còn ba cái đồng hồ vai Vai bò này nữa này. Đây. ba cái vai bò. Và cứ để trưng chơi này rất là sinh động nha. Rồi, tuyệt vời đấy. Mỗi lần làm như dây cũng 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 cả vấn đề cũng vất vả đấy. Đi lên hết cái nọ đến cái kia. rồi Sau đấy đến bữa ăn là tăng thêm được một bát cơm rồi. đấy. Vui quá thì Thú vui thú chơi trèo lên để lên dây được cái số đồng hồ này, một cái mạch sống. Và Đỗ Sinh cũng xin kết thúc chương trình tham quan vườn cảnh cũng như là đã vào trong nhà thưởng thức những cái thú vui sưu tập của ông Trung Tính, địa chỉ đội 7 xã Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định. Các bác đến với ông Trung Tính qua số điện thoại 0964 011 958. Và Đỗ Sinh cũng xin chia tay với ông Trung Tính. Xin chúc ông mạnh khỏe và duy trì cái vườn cảnh cũng như là những cái thú vui sưu tập của ông ngày càng phong phú hơn. Xin cảm ơn anh Đỗ Sinh và chúc anh Đỗ Sinh và gia đình cũng như là mọi người yêu cây cảnh trên cả nước có một sức khỏe luôn luôn yêu đời, vui tươi và như những cái cây xanh mà chồi đọc của mùa xuân. Vâng. Và xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm Cảm ơn ơn anh ông. Đỗ Sinh nhá. Vâng. Cảm ơn mọi người. Và Đỗ Sinh xin chào các bạn. Chúng ta hẹn gặp lại ở những cái chương trình tiếp theo.